Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn đang quan tâm theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Lợi nhá. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi lại giới thiệu cái sản phẩm mà bên em Lợi vừa mới về. Đây là cái chiếc thương hiệu xe bán tải của Nhật, Mitsubishi Chiton, sản xuất năm 2019, tên công ty. Công ty thì bác chủ này thì mua chỉ đi lại trong công ty, là công ty gia đình thôi, chứ bác chủ là chính là giám đốc đi là nhiều. Đấy. Và toàn bộ xe thì bên em Lợi cũng vừa mới lấy về hôm qua, đã cho đầu tư khoảng 2 triệu vệ sinh toàn bộ về máy, bảo dưỡng lại phanh và thay dầu, lọc dầu rồi. Đây là cái chiếc 2019 Mitsubishi Chiton, số tự động, một cầu, màu xám lông chuột, xe xuất hóa đơn cũng khá được nhiều đó quý anh chị ạ. Và về cái sản phẩm này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho anh chị em nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng, lên đến 6-70% giá trị của xe. Và sau đây em Lợi giới thiệu với anh chị em xem về cái phần vỏ bên ngoài của chiếc xe nhé. Toàn bộ về cái phần thân vỏ bên ngoài là sơn zin còn đến 60-65%. Và toàn bộ xe được trang bị đèn bi xi lông này. Đấy, đèn bi xi lông, mặt ca lăng rất là đẹp và zin xịn sò từ đầu. Đấy. Lốp thì bác chủ mới thay một dàn cực kỳ đẹp. Với cái chiếc Chiton 2019 này thì lên form mới rồi. Cái form dáng nó khá là đẹp và bắt mắt so với cái form cũ của 2018. Toàn bộ chiếc xe từ các cái bậc lên xuống đều và đẹp. Đấy, thân vỏ này, tay nắm móc khóa mạ chrome. Đấy, xe thì cơ bản là khá là chắc đấy quý anh chị ạ. Gầm bệ chắc như bê tông luôn. Đấy, toàn bộ kính đèn thì em Lợi đã kiểm tra zin 100% theo xe. Và kính thì được dán phím cách nhiệt rồi. Đấy, cái khung gầm của sắt thì không có mục ngoặt gì. Và toàn bộ xe một cầu này thì bác chủ chỉ chạy trong phố phường thôi, nên là chất gầm bệ rất là mới nhá. Đấy. Xe thì chỉ độ thêm lót thùng. Đấy. Với cái chiếc Chiton này thì bác chủ mới độ thêm lót thùng thôi, nhưng mà toàn bộ lót thùng thì không chở hàng gì nặng, cũng khá là đẹp. Đấy. Lót thùng thì khá là mới, đèn hậu với sau là zin xịn sò, và xe cũng được thêm cảm biến lùi phía sau từ các cái phần sàn này. Đấy. Bác chủ chở hàng ít nên là hai bên thành sàn nó không bị móp méo gì. Toàn bộ cái cốp sau này cam kết với quý chị là zin. Và cái phần gầm này, anh chị em xem cái phần gầm của chiếc xe nhá. Xe cái phần gầm là rất chi là sáng và đẹp. Đấy, toàn bộ phần gầm là sơn zin. Một số anh chị em lưu ý mà mua xe ở Quảng Ninh hoặc là một số vùng biển ấy, thì cái chất gầm này người ta mua về người ta đã bắn một cái chất nhựa nheo silicone để cho nó bảo vệ, nhưng mà chiếc xe này là nguyên zin từ đầu. Đấy. Toàn bộ cái bậc cản sau này khá là đẹp. Đây là cái phần liên xương thì phần vỏ khá là mỏng này. Đấy, anh chị em nghe cái tôn này nó mỏng tan luôn. Đấy. Cái đồng vỏ của xe nó rất là căng. Đấy. Tất cả xe thì bốn cánh cửa táp ly này là em Lợi đã kiểm tra hết và khẳng định với quý chị là cái phần chỉ này, đinh bấm đinh dập này là zin. Và toàn bộ cái táp ly này không bị sơn lại. Anh chị em nào mà để ý một cái chiếc xe mà từ cái táp ly tay nắm này nó mới và nó đẹp, nó đều nhau cả bốn, thì cái chất lượng xe là cực kỳ đẹp đấy. Các cái khung cột này là zin 100%. Và sau đây em sẽ quay vào cái phần nội thất cho quý anh chị xem. Riêng cái xe này thì được trang bị nội thất ghế nỉ nguyên bản từ đầu, và cái ghế nỉ này thì nó rất là căng và mới nhá, không có dấu hiệu bị chầy rách gì. Và toàn bộ xe sử dụng hộp số và tự động này, vô lăng 4 chấu. Vô lăng của chiếc xe này nó khá là mới, cái chất xe này loanh quanh tầm 8 vạn, nhưng mà toàn bộ vô lăng đều và đẹp. Xe cũng được trang bị hai bóng khí phía trước. Đấy, đều nguyên hết và cam kết với quý chị là bóng khí nguyên zin, nội thất toàn bộ mới đẹp. Đấy. Với cái hãng Chiton này thì nội thất thì cơ bản là nó cũng chỉ trang bị thêm một cái điều hòa, và cái điều hòa thì điều hòa cơ, và toàn bộ đài thì là mới chạy đến CD thôi. Về cái dòng bán tải thì nó không nhiều option, nếu mà anh chị em nào mà muốn thì độ thêm một chút về đồ chơi, thêm cái màn Android. Đấy. Toàn bộ xe từ táp ly, nội thất căng và đẹp. Trần của chiếc xe là trần lý nguyên bản từ đầu. Đấy. Với cái ghế sau của chiếc xe thì cái khoang ghế sau cũng khá là rộng và thoải mái đây.
Mitsu thì cái khoang ghế sau nó cũng rất chi là cái này, và toàn bộ cái phần ghế sau này thì không chảy rách gì. Đấy, đường gân ghế rất là đẹp. Bên em thì cũng đã cho dọn vệ sinh. Đấy. Lại thì toàn bộ nội thất khá là mới, xe cũng được bác chủ lắp thêm cái bộ sàn này, trải sàn da, lại chống hôi, toàn bộ trải sàn khá là đẹp. Với cái chiếc xe nhập nguyên chiếc này thì quý anh chị thấy cái độ cách âm của chiếc xe khá là tốt. Đấy. Đây em giới thiệu về cái phần máy cho quý anh chị xem nhé. Toàn bộ phần máy khoang động cơ của chiếc xe là cam kết là nguyên zin. Em Lợi đang giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn cái sản phẩm Mitsubishi Triton 2019 số tự động một cầu, máy dầu khá là đẹp. Đây là cái khối động cơ máy dầu 2.5. Đấy, toàn bộ từ các cái con ốc này, đây cái phần cổ bô cổ xả của chiếc xe này, sau 3 năm sử dụng nhưng mà nó còn sáng và đẹp như thế này đây quý anh chị này. Ốc toàn bộ trên cái dần này là đã còn mới và nguyên zin hết toàn bộ. Và đặc biệt là xe cũng được phanh ABS này, trang bị phanh ABS 4 bánh này. Đấy. Các cái ốc cabo, các cái chỉ cabo này bên em Lợi đã kiểm tra là còn zin từ các cái phần nhựa ốc chân đèn này, không có dấu hiệu bị gãy gì. Và cam kết với quý anh chị là xe đẹp. Đấy. 100% là bên em Lợi mang đến cho quý anh chị những cái chiếc xe chất lượng, không có đâm xô tai nạn ngập nước gì, pháp lý rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Đây em sẽ nổ máy cho quý anh chị nghe về cái chất máy dầu 2.5 của Mitsubishi. Toàn bộ xe thì em Lợi cũng cam kết với quý anh chị từ khung gầm chất máy rất là đẹp nhé. Đấy. Vâng, anh chị em nghe cái khối động cơ đang chạy đây, máy nổ rất là êm. Đây em để cả chế độ điều hòa nhé. Đấy. Máy nổ không rung lắc gì. Đấy. Từ phần động cơ này thì em đã thay dầu, bảo dưỡng lại, lọc dầu, thay dầu rồi, nên là quý khách hàng cũng yên tâm. Với cái chiếc xe thì em cảm nhận chiếc xe này là một cái chiếc xe mà nó khá là cứng và đẹp. Toàn bộ về xe thì anh chị em nào mà có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, và bên em Lợi cũng còn rất nhiều xe đấy, bán tải và máy dầu để phục vụ quý anh chị. Bác nào mà đam mê về em Triton này thì đừng bỏ qua cái video này, một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn đấy. Bác nào mà thích xe đẹp thì liên hệ với em Lợi hoặc qua địa chỉ cửa hàng em Lợi để chạy thử trải nghiệm. Và em Lợi xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý anh chị trong một video gần nhất.